Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định ngọn lửa xuất phát từ một hộ kinh doanh rồi nhanh chóng lan sang 7 hộ liền kề, vụ cháy làm hư hỏng toàn bộ tài sản, máy móc của cả 8 cơ sở. Liên quan đến vụ cháy nhiều xưởng gỗ ở xã Hữu Bằng ngày 1 tháng 12, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang phối hợp với Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Trước đó, như đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, từ bên trong một xưởng gỗ rộng khoảng 200m² ở xã Hữu Bằng. Tại xưởng này có nhiều gỗ tấm và đồ gỗ thành phẩm như giường, tủ, sau đó lửa lan sang các xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất bên cạnh. Về vụ cháy, ông Phan Lạc Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Bằng cho biết đám cháy lan rộng ở khu vực có khoảng 10 xưởng gỗ. Mỗi xưởng diện tích từ vài chục mét đến hơn 200m², ước tính cả 1.000m² nhà xưởng bị thiêu rụi. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã điều động các xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương tổ chức dập lửa. Đồng thời huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ và công an các xã lân cận đến hỗ trợ công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, đám cháy diễn ra phức tạp và lan rộng gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Vì vậy, Công an huyện Thạch Thất đã báo cáo Công an thành phố xin chi viện 6 xe chữa cháy và gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an huyện Hoài Đức, Quốc Oai cùng Trung tâm 2 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, các lực lượng chức năng tiếp tục dập tàn. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định ngọn lửa xuất phát từ hộ kinh doanh lương thắm rồi nhanh chóng lan sang 7 hộ liền kề, làm hư hỏng toàn bộ tài sản, máy móc của cả 8 cơ sở này. Tổng diện tích cháy hơn 1.600m², rất may, vụ cháy không gây thiệt hại gì về người. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vụ cháy. Được biết, Hữu Bằng là làng nghề lâu đời ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, chuyên sản xuất đồ mộc gồm giường, tủ, kệ, bàn ghế làm từ gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp để đa dạng sản phẩm. Các hộ kinh doanh thêm đệm mút xốp bọc da, nỉ, sofa, sản phẩm của làng mộc Hữu Bằng chủ yếu là đồ nội thất gia đình và công sở. Trên toàn xã có khoảng 1.500 hộ chuyên nghề sản xuất các đồ dùng mộc gỗ dân dụng, các lán xưởng mọc lên san sát, mặt bằng sản xuất chật hẹp, mật độ dân số quá cao, môi trường bị ô nhiễm khá nặng. Bên cạnh đó, các nguyên vật liệu dễ cháy được lưu trữ với số lượng lớn như sơn, gỗ, xốp tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao.